chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Ừ, gấp gẻn nè. Người chặt củi, người tập game. Năng biệt nè. Bà già đốn cái cây. Trung mày gặp với tôi. Năng biệt. Bye bye luôn. Thằng này tao phải tuyệt nè, nó vô nó lấy đồ tao nè. Hello mấy cưng. Năng biệt. Mà giỏi bà vàng phải chủ tiệm mà quàng tới tao. Ơi đâu đâu vậy? Kệ tao. Mày vô mày sim đầu chị đi. Mày bỏ liền. Sim đầu chị ra. Mình ơi, mình có tuổi đó. Kể thì kệ tao. Ở cái đầu hơi gào nha. Linh biệt. Có tuổi rồi, về gọi đầu giùm cái. Ừ ngon. Linh biệt. Ngon, quá trời ngon luôn á. Ngon dữ thần trời luôn rồi. Đây tính tiền là chị lẹ này. Nãy giờ em đi em giải quyết một số vấn đề, em đi nhốt vài con chó. Linh biệt. Cái mông mày đây. Chị nướng thịt ngon quá trời luôn. Không thấy con khục thịt nào hết. Cái gì thấy cái sao bạn nói Linh biệt. Về liền cho tôi. Why I a apple fan? Apple Linh biệt. Abby ơi húi quá. Linh biệt. Bình tĩnh nào. Đi vệ sinh. Tao triệt luôn, không cho đi vệ sinh. Nhà vệ sinh đóng rồi. Không có mua đồ, không có thanh toán gì hết trơn mà đâu đi vệ sinh. Bạn tìm tôi à? Có bất ngờ không vậy? Bạn tìm tôi à? Linh biệt. Cảm ơn. Tao phải phụ nữ. Linh biệt. Tao cũng đâu biết nói gì đâu. Rồi chú ơi, tôi nhỏ hơn ông á, nhưng mà tôi ông là ông tới số, còn tôi là tôi tới số má ông luôn á. Không đánh người già. Linh biệt. Shiba. Trời ơi, khách nó feedback tệ một cái là tôi không có ngày mới luôn má ơi. Như thế thằng này làm gì đây? Mày tới nữa rồi đó, mày tới số má rồi đó. Rồi Linh biệt. Má, để tôi bán ngàn cho bình thường được coi. Bây giờ là tôi phải lo tôi làm rồi các bạn ạ. Có gì ở ngoài đây hả? Ừ thằng này sao mày đứng đây? À võ sĩ. Linh võ biệt. Sĩ, thể hiện trình độ hả? Tới đây tao độ mày xuống dưới luôn. Tiền lẻ nè. Ơ con chim kính cục nó đi đâu đấy? Bồ ơi, tính tiền cái này, tôi quýnh nó được không? Ôi thôi chó đi, dễ thương quá trời luôn. Bây giờ tôi phải kỳ cái BI của cái tiệm này rồi, từ từ nha. Còn có đứa nào nó không bình thường. Bắt đầu tiệm tôi đã trở lại với cái thời gian bình thường và suôn sẻ rồi. Làm ăn phát tài phát đạt rồi. Rồi ok. Chị mua gói này hả? Đây em tính tiền cho chị lẻ nè. Ok trời ơi, tôi sẽ trở thành một người giàu có. Em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Vui quá trời luôn. Trời ơi, con gì nó bự dữ vậy trời ơi, để quýnh nha. Linh biệt. Xuống liền cho tao. Trời ơi, nó hít hết kìa quý anh chị ơi. Trời ơi, nó hút hút kìa. Đâu, đưa con vô vô nè, nựng cái nè. Linh biệt. Ê nha. Linh biệt. Con này không được nha. Ê, tao nghi ông này ông làm gì nha. Tao quýnh trước. Linh biệt. Ừ, mỗi người mỗi dáng. Ừ. Linh biệt. Suy về nhà suy má. Ừ, buồn phải không? Linh biệt. Buồn. Trời ơi, thằng nào. À, mày lục Linh biệt. Ở tiệm tao. Không vui nha ông già. Đi đâu vậy? À, mày làm gì vậy? Con. Mày làm gì đấy? Quyến liền cho tao. Đập nước đá hả chị gái? Ui trời ơi, chồng chị đâu rồi? Linh biệt. Một cái gì đứng chống nảnh đây vậy anh? Mày đi cái chuối. Ừ, welcome. Ừ đúng rồi. Ừ nhân viên nhân. Linh biệt. Mình quýnh để cho khách hiểu biết, hiểu không? Hiểu để cho khách lần sau mình khách không có như vậy nữa. Thấy như anh này này. Ừ đúng rồi. Ừ đó, anh hiểu lời tôi nói. Ngoan. Rồi mời về. Con này nó không hiểu nè. Những người khách mà không hiểu mình á, mình làm phải dùng quy tắc bàn tay phải. Đây bà già. Linh biệt. Quýnh tim luôn. Ôi đáng yêu vậy trời. Linh biệt. Ừ ừ lục. Mày lục gì? Gấp gẻn. Ok. Trời ơi, bán hàng riết mà mệt mỏi với mấy khứa này luôn á. Mình làm gì khó coi dữ vậy trời ơi. Kể thì kệ tao. Sao mình ăn đó? Cảm nhận cái vị dưới trước hả?
Vĩnh biệt. Đầu hai diễn kiếp luôn nè chị ơi. Mày chụp nữa không? Mày chụp tao đánh mày á. Rồi đủ rồi, cảm ơn. Vĩnh biệt. Ok, hết kêu anh try. Gì vậy? Vũ vậy, lẹ lẹ nè. Nãy giờ chưa có ai quậy hết. Ok, mày quá, cái tiệm nó bình thường trở lại rồi. Thấy try đẹp bao giờ chưa? Thấy trai đẹp bao giờ chưa đâu, tao coi cái hình đây, chụp gì coi hình đây, má màn hình đen thui má, quýnh liền. Vĩnh biệt. Tới nữa rồi đó, quýnh ông già trước nè, mình sẽ nhường cho người già trước. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Mày vô cách cái gì? Bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ bay luôn bên em. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Là mình phải đánh chỗ hiểm, ái rồi hiểu không? Anh này cười. Thôi rồi, mày xong rồi. Vĩnh biệt. Ê trời ơi, tôi quýnh thằng này, nó trừ tiền của kìa. Oh. Ê, khách hàng là ượng đế rồi. Nhưng mà thằng này nó như ông cứu nội vậy. Ừ ok, để tí nha, ok. Vĩnh biệt. Vào mà lái. Anh quá ngầu rồi. Anh Vĩnh quá biệt. Ngầu rồi. Thằng nào đốt phó quá đây. Ừ, nhảy lên, nhảy. Ừ, nhảy tao coi cái. Ừ. Quá vui không? Quá Vĩnh vui biệt. Nè. Ông kẻ tới đây. Ừ. Chỉ em con chim chép của chị đi. Ở đây phải không? Vĩnh biệt. Ê, kỳ quá. Kỳ. Để tí tao thử bài tao. Kỳ quá nha. Vĩnh biệt. Khó coi quá chị ơi. Anh ơi, mình lớn rồi á. Còn sao? Mình cũng lớn rồi đó. Anh ơi. Chờ đi mày nhảy vào mẹ anh tao đi. Mình xấu, mình biết thân biết phận, mình xuống đi. Vĩnh biệt. Vũ gì nữa? Trời đất ơi, tao thấy mà tao bắt ơi à. Ừ, tao ông chửi sao đi. Ừ, bác. Chửi không? Vĩnh biệt. Ê, chết rồi, lộn. Trái, vũ gì. Vĩnh biệt. Chăm nhượng với mấy cái thằng này. Vĩnh biệt. Mình lớn rồi. Anh ơi, mình cũng già đó. Vĩnh biệt. Mày chốt đi. Vĩnh biệt. Nghe đi hỏi chỗ nào. MCC hả? Trời ơi, mỏi tay quá, mèn bé coi. Chỗ này có bao chỗ nghe điện thoại. Vĩnh biệt. Quá hả? Mình quỳ lại hay là mình ăn đắt thì chỗ nào mình đi về. Vĩnh biệt đi. Chỗ em làm việc. Ừ vô này, giờ này cô hồn vô tiệm quá trời. Vĩnh biệt. Còn vậy nữa là không được rồi má. Chỉ đây. Ừ, điểm, chỗ đó, ừ, đúng rồi, chỉ điểm đó, ừ, trời ơi, mình già mà mình, ừ, cái điểm đó, ừ, điểm này nhạy cảm quá, ừ, đúng rồi, đập tới đây, ừ, đập giùm cho nè. Ừ, like, share, ừ, cảm ơn nha, nhớ subscribe, ở lộn, nhớ follow TikTok luôn nha, không follow là tao qua 5 giờ chiều hẹn cổng trường. Mình dồn mà lá, mình già mà lố. Vĩnh biệt. Trời ơi, lại thêm cái lỗ mày nữa. Hẹn chi mà tôi không biết gì, tôi tính ở trong tôi quýnh nó rồi. Chị ơi, anh ơi, về nhà tập game. Vĩnh biệt giữa. Ờ, anh buồn á. Vĩnh biệt. Đi về nhà mà buồn. Ngon không? Ừ. Hộp này ngon nè, hộp màu xanh ngon á. Ừ đúng rồi, hộp màu đỏ không ngon đâu. Ừ đúng rồi, lửa đi. Ừ, chỗ này đau nè, chỗ này nhiều máu nè. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Đúng rồi. Thằng hu hu hả? Ừ, đập vô, ừ. Vĩnh biệt. Thôi nha. Vĩnh biệt. Ta
tao sắp tan ca rồi, tao sắp đi về, tao ngủ rồi. Dũng Di nữa chị ơi. Vinh Biệt. Ngon không? Ừ. Vinh Biệt. Bổ đầu luôn. Vừa bổ não và bổ đầu luôn má. Tao đóng máu rồi nha. Vinh Biệt. Đóng vào đây. Sắp tan ca rồi. Ê chạy đâu vậy? Chạy để tôi quýnh luôn đi. Hà đánh giam còn hơn. Vinh Biệt. Tới giờ linh quân này đó. Vinh Biệt. Ê trời ơi đi Vinh Biệt ăn luôn. Không được rồi nha. Khách ơi, em yêu khách lắm. Một đời em chung thủy với khách. Ngoại trừ mày, mày hết diễn trộm với tao không? Vụ gì nữa, nhỏ nào cười vậy? Trời ơi, tới giờ hết giờ. Quýnh nốt coi. À, nướng ở đây, về lẹ cho tôi. À, đi về. Ui ôi, đông quá mọi người ơi. Đông quá. Trời ơi, sao mà tụi nó lộng hành dữ vậy nè. Nữa rồi đó, nửa tăng hu nữa rồi đó. Ừ, hôm. Vinh Biệt. Hôm. À. Mày ăn cái này không? Tao quýnh nhầm còn hơn bỏ sót. Tao quýnh hết. Tao ghét màu hồng. Tao ghét con này. Một phát cuối cùng. Phát súng đầu tiên. Một. Rồi, hết ngày rồi người ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới lúc nhận lương nha. Thằng ơi, mày phải khen tao. Mày không khen tao là mày phải như mấy thằng khách kia. Ok chưa? Mày có khen không? Ờ, mày cười à. By the way, em good in the fact that I mean I'm a student of this trip. I can't do it. I just talk to my department. No, ok. Nó chê tao bây giờ. Biến liền. Vinh Biệt. Tao không làm nữa. Tao nghỉ việc. Cái chỗ này.